Cá nhân tôi cũng thấy bà Hằng đã có rất nhiều tội trong cái vụ việc này. Và không biết mọi người nhìn nhận như thế nào. Thì ngày hôm nay thì tôi đánh giá tội của bà Hằng qua góc nhìn của cá nhân tôi này. Thứ nhất là gì? Cái chuyện từ thiện thì tôi không nói rồi. Đấy, bởi vì chuyện từ thiện của bà ấy, trong lương tâm của bà ấy, thì tôi đã làm một cái video đó là lật tẩy cái âm mưu to lớn của bà khi làm từ thiện. Mọi người xem nha. Còn ngày hôm nay thì tôi nói đến cái tội mà bà ấy mắng mỏ rồi thì chửi bới, moi móc những cái cá nhân cũng là làm từ thiện như bà. Đấy. Thì trước hết, về mặt như thế thì tôi thấy là làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của họ là có. Bởi vì cái danh họ đang cao như thế mà bà kéo tụt phát một xuống mặt đất luôn. Đấy, cái tội của bà là như vậy. Thứ hai là cái tội của bà cực kỳ lớn. Đó là một cái ngành cỏ đang phát triển mạnh mẽ như thế. Gọi là ngành cỏ từ thiện đấy. Đang phát triển mạnh mẽ như thế. Mà vì bà mà cái ngành này nó mai một. Thế cơ mà. Đấy. Cái tội của bà cực kỳ lớn. Mọi người ạ. Rồi thì ngành thần điêu đại bịp cũng đang hot như thế. Một người người ta đang làm hot như thế. Đang hot ra tiền. Mà cũng vì bà. Cho nên là phải mai một. Mà bây giờ lại tịt ngóm rồi. Đấy. Mà cái tội lớn nhất của bà Hằng là gì? Tội lớn nhất của bà Hằng là làm cho hàng triệu người nhìn thấu được cái một số nghệ sĩ, gọi là trên mạng bây giờ nó đang gọi là nghệ sĩ bẩn. Hóa ra nghệ sĩ nhìn đẹp như thế mà lại có ông không chịu tắm, cả đời không chịu tắm hay sao mà gọi là nghệ sĩ bẩn. Đấy. Cái tội rất lớn. Cho nên là bà quá nhiều tội. Mà tội nguy hiểm nữa là gì? Là bà đã là một người đầu tiên gây lên một cái tội, đó là làm mất biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc của nhà nước để các quan thiên đình phải ngồi họp bàn nghĩ vắt óc ra để đưa ra một cái bộ luật. Đấy, dành riêng cho giới nghệ sĩ. Đấy, đó là lời ăn tiếng nói sao cho nó đúng mực. Rồi thì đưa ra cái luật mà làm từ thiện sao cho nó đúng. Thế cơ mà. Tội của bà cực kỳ lớn. Với cái tội này tôi nghĩ là lưu danh sử sách đấy. Vì bà mà quan thiên đình phải ngồi họp bàn để đưa ra một cái bộ luật thì phải ghê gớm đến mức nha. Một cá nhân như bà mà phải bết bao nhiêu con người cứ đưa ra một bộ mật bộ luật để áp dụng cho nghệ sĩ. Bởi vì trước tới nay nghệ sĩ đều là tốt cả. Không ai nghĩ là nghệ sĩ lại cần có những người giả dối, rồi thì lừa lọc, phát ngôn thì bậy bạ, nhí nhố, đúng không? Cho nên vì bà mà người ta lại phát hiện ra một số cá nhân nghệ sĩ có những cái hành động rất là buồn cười. Còn với tất cả nhiều nghệ sĩ và đa số nghệ sĩ ở Nam và Bắc, ở Trung thì vẫn được nhiều người yêu mến mà. Vì là xã hội này thì ở đâu cũng có người nọ người kia. Cho nên là cái chuyện mà nghệ sĩ có nghệ sĩ bẩn thì đến bây giờ thì cũng đã rõ ràng rồi. Bởi vì báo thì cũng có báo bẩn và báo hại mà. Công an, cán bộ đều có giả cơ mà. Đấy. Cho nên là cũng vì bà. Cho nên là vì bà mà người ta lại nhìn nhận được là à, xã hội này nó thế đấy.